Hàm bạn trong C cộng cộng. Hàm bạn là một hàm được phép truy cập vào tất cả các thành phần của lớp, kể cả những cái thành phần private. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái ví dụ minh họa cho cái điều này nhé. Giả sử ở đây mình có một cái lớp student với các thành phần private, ID, full name, major và GPA. Và sau đó thì chúng ta muốn truy cập đến những thành phần này. Nếu như chúng ta chỉ có một cái hàm thông thường, sau khi các bạn lưu file thì sẽ thấy nó báo là cái ID này là private. Do vậy thì không thể truy cập được vào cái thằng private này từ cái hàm bên ngoài lớp. Đây đây là một cái hàm bên ngoài lớp student nhé. Tại lớp student là kết thúc ở đây này. Vậy thì làm thế nào để một cái hàm thông thường này có thể là truy cập được đến những cái thành phần private của một lớp? Đó chính là tạo vào cái hàm bạn. Hàm bạn thì các bạn đơn giản lắm, các bạn copy lấy cái khai báo của cái hàm nó này này. Đấy, copy lấy phần này nhá. Các bạn đặt nó vào ngay cái lệnh đầu tiên ở bên trong cái class đấy. Đây, các bạn có thể để nó ở đây. Để nó ngay đây cũng được, ngay đầu cũng được. Rồi, và ở đây khai báo nguyên mẫu cho nên là chúng ta bỏ cái tên biến này đi. Như vậy thì sau khi chúng ta khai báo như thế này, các bạn cho thêm cái keyword friend ở đầu. Đấy, như vậy thì cái hàm show info nó sẽ là bạn của cái lớp student này. Và lúc này thì chúng ta hoàn toàn thoải mái truy cập đến những thành phần kể cả private của cái lớp student. Tương tự mình sẽ truy cập đến những thành phần khác. Ok, như vậy là chúng ta đã truy cập được đến những cái thành phần này rồi. Bây giờ nếu như các bạn muốn có một cái hàm bạn để nhập dữ liệu vào cho cái lớp student đấy, thì làm tương tự nha. Ok này, bây giờ nhập vào ID, ví dụ như là cái này mình sẽ cho ID nó là SV100 Lê Hoàng Nam, chuyên ngành công nghệ thông tin, điểm là 3,44. Đấy, thì các bạn thấy là những cái thứ mà chúng ta vừa nhập vào nó đã hiển thị ra đây. Ok, như vậy thì chúng ta vừa mới tìm hiểu xong về hàm bạn ở trong C cộng cộng.